Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục đánh với cuốn video số tiếp theo. Đầu tiên mời các bạn cùng thưởng thức một cây sơn trà. Lần này tại cái hội thi sinh vật cảnh của thành phố Quảng Ngãi có khá nhiều những cây sơn trà, chủ yếu là hàng bưng bê, nhưng mà cây nào cũng đẹp, cây nào cũng xuất sắc. Hy vọng là qua năm 2024 này thì số lượng người yêu thích dòng sơn trà nhiều hơn, bởi vì ưu điểm của cái dòng sơn trà này thì chịu được mọi khí hậu, ba miền bắc trung nam. Dòng này thì chơi lọc rất đẹp, sức sống của cây thì mãnh liệt. Về tuổi thọ thì hầu như cây nào cũng cực kỳ già. Bên cạnh một cây hoa ngao, cây này không những già mà có cái phần dáng hai quá. Cây này của Chu Hoang. Hai cái giải này là những tác phẩm hoàn tầm trung. Châu Bắc Tiên, cây hoa vũ trẻ này của anh Nghĩa Lê ha. Số lượng những tác phẩm về dự thi vẫn còn đang tiếp tục tập trung về. Cái này cũng của anh Nghĩa Lê. Mai Chiêu Thủy, cái này dòng Nu Lò Công, U Cục, Nu Gia Đen. Cái này là cái dúi của anh Phục Hòa. Lần này là cho đi giữ nguyên phong gió. Lần trước thì lẹt lõa. Cái này hoàn thiện hay không? Tạo mai vàng.
cây xanh dẫn trực quyền bom đó cũng có ha. Hai người B nhẹ nhàng tiếp tục cũng là một cây xanh của anh Lương Hữu Danh Hữu Nhân. Quê cái này của chị Hậu xã Phú An nên mà không biết của anh nội. Linh Sơn tiếp tục mời các bạn cùng chiêm ngắm và thưởng lãm lại cây dưới của anh Nguyễn Bonsai cục chị Hậu sinh vật cảnh xã Phú An thị xã Đức Phổ. Cây này thì được đi chơi cũng như đi dự các trưng bày sinh vật cảnh rất nhiều. Sắp trái tăng sĩ xuất hiện thêm một cái mai vợ trực khuyên cây dù của anh Nguyễn Nga tiến sĩ. Chào anh Trung. Ui cha là cây xòm mà trái này triệu quả luôn. Để coi là cái này là cây dự thi có mọi số là 52. Sơn trà để mạng số lượng một số đây là cây khế của anh Tiên Tịnh Kỳ và cây mai. Để khép lại cũng video mời anh em thưởng thức một cây cóc. Cây này có phần giọng đọc dị lạ. Mình thì quay cóc cũng tương đối nhiều nhưng mà lần này là xuất hiện một cây cóc kinh dị. Bây giờ thì quả cũng tương đối nhiều.
mặt đối diện của cái cốc. Cây này là của anh Đét Tóc 0901 391234. Rồi mình cũng xin tạm dừng cuốn video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.